Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của tôi. Đây là kênh Sức Khỏe Hạnh Phúc. Và tiếp theo trong cái bản tin sức khỏe hôm nay thì chúng tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn là 5 cái việc làm sau khi ăn có thể gây ra cái sự tàn phá dạ dày, suy giảm đến với tuổi thọ của chúng ta. Tức là nếu không muốn mắc các cái bệnh về dạ dày thì bạn nên tránh làm 5 cái việc dưới đây sau khi ăn. Thứ nhất đấy là cái việc uống trà. Nhiều người có thói quen là uống trà sau khi ăn cơm để làm sạch miệng. Tuy nhiên thì đây là cái sai lầm vô cùng tác hại. Uống trà sau bữa ăn sẽ làm một cái lượng nước đi vào dạ dày, gây loãng dịch vị tiêu hóa, ảnh hưởng đến cái quá trình tiêu hóa. Ngoài ra thì trong trà còn chứa cái lượng axit tannic gây trở ngại cho cái quá trình hấp thu protein của cơ thể. Chất polyphenol trong trà làm ảnh hưởng đến việc mà cơ thể hấp thụ chất sắt từ thực phẩm. Duy trì cái thói quen uống trà sau bữa ăn trong cái thời gian dài có thể dẫn đến thiếu máu do thiếu sắt. Và thứ hai là uống nước lạnh hoặc là ăn đồ lạnh. Thì uống nước lạnh, ăn đồ lạnh sau khi ăn cơm sẽ gây ra một loạt cái vấn đề về tiêu hóa, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ có thể dạ dày nhạy cảm với đồ nóng và đồ lạnh. Sử dụng đồ lạnh sau khi ăn sẽ gây ra co thắt dạ dày, đau bụng, khó tiêu hoặc là tiêu chảy. Và thứ ba là ăn trái cây ngay sau bữa ăn. Thì nhiều gia đình thường sử dụng trái cây làm tráng miệng sau bữa ăn. Thì tuy nhiên thì đây là cái thói quen sai lầm, nên bỏ càng sớm càng tốt, bởi cái quá trình tiêu hóa thức ăn mất 1 đến 2 giờ đồng hồ. Nếu ăn thêm trái cây ngay sau bữa ăn sẽ khiến dạ dày phải làm việc vất vả hơn, gây ra cái hiện tượng đầy hơi, khó chịu, tiêu chảy hoặc là táo bón. Và cái thứ tư là tắm sau khi ăn. Thì nhiều người thích tắm sau khi ăn vì cho rằng làm như vậy sẽ giúp cơ thể dễ chịu hơn. Tuy nhiên thì tắm vào cái thời điểm này sẽ làm ảnh hưởng đến chức năng tiêu hóa, gây khó tiêu, đầy bụng. Các bác sĩ khuyên bạn nên nghỉ ngơi khoảng 1 tiếng sau khi ăn rồi mới đi tắm. Và cái thứ năm đấy là ngủ ngay sau khi ăn. Thì chắc chắn nhiều người trong chúng ta gặp cái tình trạng là căng da bụng, trùng da mắt. Nguyên nhân là do khi vừa ăn xong, lượng máu cung cấp cho các cái cơ quan tiêu hóa tăng lên, máu lên não giảm xuống, nên là tạo ra cái cảm giác là buồn ngủ. Nhiều người thích cái cảm giác được lăn lên giường ngủ sau khi mà đã ăn no. Tuy nhiên thì thói quen này gây hại rất lớn cho sức khỏe. Ngủ ngay sau khi ăn khiến cái nhu động ruột chậm lại, dịch tiêu hóa khó tiết ra nên thức ăn không được tiêu hóa hết. Tư thế nằm còn khiến cho cái dịch tiêu hóa bị chảy ngược vào thực quản thay vì đến dạ dày, nên dễ gây ra cái tình trạng viêm đường ruột. Quý chị thân mến, như vậy là trên đây đấy chính là 5 cái việc làm sau khi ăn có thể gây ra cái sự tàn phá dạ dày, suy giảm tuổi thọ. Vì vậy mà chúng ta nên tránh làm 5 cái việc mà chúng tôi vừa mới chia sẻ cho quý anh chị ở trên đây. Và rất mong rằng với thông tin này sẽ giúp ích cho quý anh chị được rất nhiều trong cuộc sống. Và cũng xin được cảm ơn quý anh chị đã dành thời gian theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn thắc mắc thì quý anh chị có thể vui lòng ghi rõ rồi để lại lời bình luận bên dưới của video, và chúng tôi sẽ phản hồi lại quý anh chị trong cái thời gian sớm nhất. Và nếu như quý anh chị là những người lần đầu tiên đến với kênh Sức Khỏe Hạnh Phúc, hoặc là những ai còn chưa đăng ký kênh, thì quý vị hãy vui lòng đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập chương trình. Sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông ở phía bên dưới để không bỏ lỡ những cái video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập. Cuối cùng xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của chúng tôi.